Chị Thảo ơi, thì không biết là hôm nay mình làm lần thứ mấy của phương pháp BRP rồi chị ha? Hôm nay là chị làm được lần thứ năm rồi. À, chị làm được 5 lần rồi đúng không ạ? À? Dạ, thì sau 5 lần làm rồi đó thì mình chỉ thấy cái hiệu quả như thế nào chị? Nói chung là khá bất ngờ luôn, không nghĩ là nó có kết quả nhanh như vậy. Dạ. Coi như là da chị nó sáng hẳn lên nè, rồi nhìn chị là trẻ trung hơn, là nhìn rõ luôn á, Dạ. nhìn mình trẻ hơn so với cái độ tuổi của mình luôn á. Cái tình trạng nám của mình giảm đi nhiều đúng Đúng không rồi, chị? dạ Dạ. nó mờ hẳn luôn á em, nó Dạ. mờ hẳn luôn. Dạ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm giúp em là cái tình trạng của chị Thảo cũng như là cái phương pháp mà chị Thảo đã làm được không ạ? À, cái ngày đầu tiên mà chị Thảo tới đó, thì bác sĩ có thăm khám thì thấy là chị Thảo có cái nám chân sâu ở cái vùng hai cái vùng má, gò má này Dạ. rất là nhiều. Thì mình đã lựa chọn cái phương pháp đó là PRP, huyết tương giàu tiểu cầu, để mà điều trị cái phần nám này, làm cho cô da nó khỏe hơn. Thì đó là cái phương pháp mà mình lấy máu tự thân, sau đó mình Dạ. tách chiết lấy cái huyết tương giàu tiểu cầu, Dạ. để mình cấy lên trên cái vùng da bị nám và những cái vùng da yếu. Thì khi mình cấy cái huyết tương giàu tiểu cầu lên cái vùng da nám như vậy đó, da mình nó sẽ được tái tạo lại, khỏe lên và giúp điều hòa lại cái việc mà tạo sắc tố trên da. Thì sau 2-3 lần mình làm thì thấy da chị Thảo là càng ngày càng sáng lên. Thì hôm nay là sau được 5 lần rồi thì thấy là cái vết nám nó mờ hẳn đi, da đều màu hơn, da chị Thảo cũng khỏe hơn rất là nhiều đúng không ạ? Dạ đúng Da nó rồi. bị căng lên, nó dày, cái phần da nó không có còn bị mỏng da giống như cái lần đầu tiên chị Thảo tới nữa. Dạ. Đen thui Dạ. à. Thì không biết là sau khi điều trị 5 lần như vậy đó, chị Thảo đi ra có được bạn bè khen nhiều không chị? Trời ơi, bây giờ em nhìn chị thử coi. Nhà bây giờ bác sĩ đây nè, bác sĩ minh chứng cho chị nè. Hôm lần mà lên gặp là bác sĩ nói rồi, cái mặt chị là nhìn là nó coi như là nó nám mà nó đen thui luôn á. Dạ. Nhìn là chị là già hơn tuổi. Mà hôm nay là đi chơi mà chị tự tin, là hôm nay là ông xã kêu chị đi event với ổng là chị mạnh dạn tự tin đi, không có còn sợ là mấy người nói, người ta nói sau lưng mình nữa, Dạ. như là bắt đầu là họ khen mình rồi đó. Dạ. Thì trong quá trình làm chị có thấy đau không chị? Không, Không đúng dạ ạ. nói chung Tại vì biết là là trước khi đúng rồi, làm là chị có được ủ tê rồi, xong đúng trong rồi. quá trình làm thì bác sĩ cũng tỉ mỉ nhẹ nhàng cho mình nữa, cho nên nó sẽ không có đau. Cho nên là bây giờ em xin phép mời chị cũng như mời bác sĩ tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ em mời chị ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn bác. Để có một làn da hết nám cũng như khỏe hơn như da của chị Thảo thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.